hai tại tỉnh Champasak, miền Nam Lào đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 9. Hội nghị đánh giá những mặt được và chưa được trong việc thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam, phổ biến các chính sách mới của chính phủ mỗi nước đối với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tam giác phát triển, đồng thời cũng để giới hoạch định chính sách ba nước lắng nghe những đề xuất của doanh nghiệp, qua đó tiếp tục phát huy thuận lợi và tìm cách giải quyết những khó khăn và tìm cách giải quyết những khó khăn và doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình đầu tư vào khu vực. Khu vực này là khu vực biên giới, các tỉnh đều chưa phát triển, đời sống nhân dân còn nghèo. Do vậy, chính phủ ba nước cũng mong muốn thúc đẩy phát triển khu vực này. So với các nước thành viên khu vực này, so với các nước thành viên ngũ trong ASEAN, phát triển kinh tế của Campuchia, Lào, Việt Nam vẫn còn khoảng cách. Do vậy,